Thuốc điều trị tim mạch. Sau khi học xong bài này, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Trình bày được kiến thức đại cương và phân loại các nhóm thuốc điều trị bệnh tim mạch. 2. Phân tích đặc điểm dược động học, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, để áp dụng trong tư vấn sử dụng thuốc điều trị bệnh tim mạch. 3. Vận dụng các kiến thức đã học để nhận biết và hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị tim mạch trong các tình huống giả định. 4. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân, làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu, xử lý tình huống hoặc vấn đề. Bài học này có hai nội dung chính. Chúng ta cùng tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về thuốc điều trị bệnh tim mạch trong phần đại cương và nghiên cứu một số thuốc cụ thể thường dùng điều trị bệnh tim mạch hiện nay. Đại cương. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong lớn nhất thế giới, đặc biệt hay gặp ở người cao tuổi. Bệnh tim mạch biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, thường gặp ở các thể bệnh như suy tim, cao huyết áp, đau thắt ngực, rối loạn tuần hoàn não, loạn nhịp tim, nên thuốc tim mạch cũng gồm nhiều loại khác nhau, điều trị các thể bệnh khác nhau của bệnh tim mạch. Thuốc chữa bệnh tim mạch gồm các thuốc có tác dụng chủ yếu trên hoạt động của tim mạch. Để thuận tiện cho việc sử dụng thuốc, người ta chia thuốc thành 4 nhóm chủ yếu sau. Thuốc điều trị suy tim, thuốc chống loạn nhịp, thuốc điều trị đau thắt ngực, thuốc hạ áp. Suy tim là trạng thái bệnh lý, trong đó cung lượng tim không đủ để đáp ứng nhu cầu oxy cho cơ thể. Trong các trạng thái sinh hoạt của người bệnh, thuốc điều trị suy tim, thuốc trợ tim là những thuốc có tác dụng làm tăng lực co bóp của cơ tim, nhằm cải thiện tình trạng suy tim. Ngoài ra, còn trợ tuần hoàn trong các trường hợp truy tim mạch cấp. Do các nguyên nhân như nhiễm độc, nhiễm khuẩn nặng, sốc dị ứng, thuốc loại glycosid. Các thuốc này đều có nguồn gốc thực vật, làm tăng lực co bóp của cơ tim theo cùng một cơ chế. Thuốc làm tâm thu mạnh và ngắn, tâm trương dài ra, nhịp tim chậm lại nên tim được nghỉ nhiều hơn, cung lượng tim tăng và nhu cầu oxy của cơ tim giảm, do đó cải thiện được tình trạng suy tim. Nhìn chung các glycosid tim là những thuốc gây tích lũy trong cơ thể, để hạn chế tích lũy thuốc, nên dùng ngắt quãng, điều trị từng đợt một. Muốn chuyển đổi thuốc khác phải nghỉ ít nhất từ 3 đến 5 ngày. Thuốc loại glycosid. Các thuốc này đều có nguồn gốc thực vật, làm tăng lực co bóp của cơ tim theo cùng một cơ chế. Thuốc làm tâm thu mạnh và ngắn, tâm trương dài ra, nhịp tim chậm lại nên tim được nghỉ nhiều hơn, cung lượng tim tăng và nhu cầu oxy của cơ tim giảm, do đó cải thiện được tình trạng suy tim. Nhìn chung, các glycosid tim là những thuốc gây tích lũy trong cơ thể, để hạn chế tích lũy thuốc, nên dùng ngắt quãng. Điều trị từng đợt một, muốn chuyển đổi thuốc khác phải nghỉ ít nhất từ 3 đến 5 ngày. Khi cơ tim đập không theo nhịp bình thường gọi là loạn nhịp tim, có hai yếu tố chính gây rối loạn nhịp tim, rối loạn tính tự động của nút xoang gây loạn nhịp chậm, nhịp xoang nhanh, ngoại tâm thu, rối loạn dẫn chuyển. Thuốc chống loạn nhịp là những thuốc có tác dụng điều hòa lại nhịp tim khi nhịp tim bị rối loạn. Thuốc điều trị loạn nhịp là thuốc làm giảm tính tự động ở các ổ tạo nhịp, giảm tính kích thích, giảm khả năng dẫn truyền và điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và phế vị. Một số thuốc điển hình thuộc loại này là quinidine, ronestide, lidocaine. Nguyên nhân của đau thắt ngực là do cơ tim bị thiếu oxy một cách đột ngột. Vì mất thăng bằng giữa tăng nhu cầu sử dụng oxy của cơ tim và sự cung cấp không đủ của mạch vành. Vì vậy thuốc chống đau thắt ngực cần đạt được những yêu cầu tăng cung cấp oxy, tăng tưới máu cho cơ tim, giảm sử dụng oxy bằng cách giảm công năng cơ tim, làm giảm cơn đau. Thuốc điều trị tăng huyết áp. Huyết áp phụ thuộc vào mùng hai yếu tố chính là cung lượng tim và sức cản ngoại vi. Hai yếu tố này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như hoạt động của hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh thực vật, tình trạng cơ tim, thành mao mạch. Một yếu tố quan trọng trong tăng huyết áp là lòng các động mạch nhỏ và mao mạch thu hẹp lại. Vì vậy, thuốc điều trị tăng huyết áp phải tác động lên tất cả các khâu của cơ chế điều hòa tim mạch để làm giãn mạch, giảm lưu lượng tim dẫn đến hạ huyết áp. Tăng huyết áp thường được chia làm hai loại. Tăng huyết áp thứ phát. Huyết áp tăng chỉ là những triệu chứng của những tổn thương ở thận, nội tiết. Điều trị nguyên nhân huyết áp sẽ trở lại bình thường. Tăng huyết áp nguyên phát. Huyết áp tăng khi nguyên nhân chưa rõ, lúc đó gọi là bệnh tăng huyết áp. Dựa vào cơ chế tác dụng chia thuốc thành 3 nhóm chính. Các thuốc phong bế thần kinh giao cảm, methyl dopa,
Các thuốc gây giãn mạch trực tiếp: captopril, nifedipine. Thuốc lợi tiểu: hypothiazid, furosemide. Thuốc điều trị tim mạch: các glycosid tim. Chế phẩm và dạng thuốc: digitocin, viên nén 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 mg, ống tiêm 0,1 mg trên ml. Digoxin, lanoxin, viên nén 0,125, 0,25, 0,5 mg, dung dịch uống 0,05 mg trên ml, ống tiêm 0,1, 0,25, 0,5 mg trên ml. Digitalin, viên nén 0,1 mg, cồn thuốc 1/1000, một giọt chứa 1 mg digitalin. Digitalin, viên nén 0,1 mg, cồn thuốc 1/1000, một giọt chứa 1 mg digitalin. Tác dụng: cường tim, làm chậm nhịp tim, điều hòa nhịp tim. Tác dụng không mong muốn: có thể gây rối loạn nhịp tim chậm thêm, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, rối loạn thị giác, nhìn mờ, ảo giác, rối loạn thần kinh trung ương, đau đầu, chóng mặt, lú lẫn. Chỉ định: nhịp nhanh và loạn, suy tim do tổn thương van, cao huyết áp, xơ cứng mạch, giãn tâm thất. Chống chỉ định: nhịp chậm, viêm cơ tim cấp, bạch hầu, thương hàn, nghẽn nhĩ thất, rối loạn nhịp thất, nhịp nhanh tâm thất, rung thất, block nhĩ thất độ 2, 3. Cách dùng: liều dùng, uống, tiêm dưới da, tiêm bắp. Liều tấn công: digitocin 0,015 đến 0,02 mg trên kg trên ngày. Digoxin 0,03 đến 0,05 mg trên kg trên ngày. Liều duy trì: 0,125 đến 0,375 mg trên ngày. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Sulfantin G, Uabain. Dạng thuốc: ống tiêm 0,25 mg trên ml. Tác dụng: làm tim co bóp mạnh và đều theo cơ chế tương tự digitalis, thuốc ít dẫn truyền nội tại cơ tim, nên có thể dùng khi nhịp tim chậm. Lợi tiểu: tác dụng không mong muốn, nôn, tiêu chảy, rung thất. Chỉ định: thay thế các digitalis khi bệnh nhân không chịu thuốc hoặc kém hiệu quả. Cấp cứu suy tim cấp, tác dụng nhanh. Chống chỉ định: viêm màng trong tim cấp, nhồi máu cơ tim. Cách dùng, liều dùng: tiêm tĩnh mạch chậm 1 đến 4 ống ngày. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Dobutamin, thuốc trợ tim không glycosid. Biệt dược: Dobutrex. Dạng thuốc: thuốc tiêm 250 mg, 20 ml, bột pha tiêm 250 mg. Tác dụng: tăng co bóp cơ tim, tăng lưu lượng tim, tăng nhịp tim vừa phải. Tác dụng không mong muốn: dị ứng, nhức đầu, khó thở, buồn nôn, hồi hộp, có thể nhịp tim nhanh, huyết áp tăng. Chỉ định: suy tim mãn, không bù, không đáp ứng với các thuốc điều trị khác. Sốc tim, sau mổ tim với tuần hoàn ngoài cơ thể. Suy tim cấp có giảm cung lượng tim. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc, thận trọng với dung nhĩ, cuồng nhĩ. Cách dùng, liều dùng: pha trong dung dịch gluco hoặc muối đẳng trương không có kiềm, truyền tĩnh mạch 2 đến 10 microgram trên kg trên phút. Bảo quản: để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Procainamic, biệt dược: Novocamic, Pronestai. Dạng thuốc: viên nén 250 mg, ống tiêm 100 mg trên ml. Tác dụng: giảm tính kích thích của cơ tim, giảm tính tự động của cơ tim, giảm tính dẫn truyền, giảm sức co bóp của tim. Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, chán ăn, dị ứng, lupus ban đỏ, đau khớp, cơ, ngứa, hạ huyết áp, ức chế hô hấp, rung tim, ngừng tim, liều cao. Chỉ định: chống loạn nhịp, nhịp nhanh thất, ngoại tâm thu thất. Chống chỉ định: mẫn cảm với thuốc,
hen phế quản. Suy thận nặng đang điều trị bằng sulfamid. Cách dùng, liều dùng. Uống, tiêm bắp, tiêm nhỏ giọt tĩnh mạch. Uống, tổng liều 50mg trên kg thể trọng, chia liều uống cách 3 giờ lần. Tiêm bắp, 0,5 đến 1 gram trên lần, cách 4 đến 6 giờ lần. Truyền tĩnh mạch, 25 đến 50mg trên phút, tổng liều 0,2 đến 1 gram. Bảo quản, để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Quinidine sulfat, biệt dược, quinidine. Dạng thuốc, viên nén 2mg. Tác dụng, giảm tính chịu kích ứng của cơ tim, kéo dài thời kỳ trơ, giảm tốc độ dẫn truyền, giảm co bóp, làm nhịp chậm lại. Tác dụng không mong muốn, rối loạn tiêu hóa, liều cao gây ù tai, rối loạn thị giác, nhức đầu. Chỉ định, rung thớ nhĩ, cuồng động nhĩ, nhịp nhanh trên thất, chống chỉ định, mạch chậm, block nhĩ thất, rối loạn dẫn truyền, nghẽn, nhĩ thất phân ly, phụ nữ có thai. Cách dùng, liều dùng. Ngày thứ nhất, 1 viên, 2 lần. Ngày thứ hai, 1 viên, 4 lần. Ngày thứ ba, 1 viên, 5 lần. Có thể dùng tiếp tục đến 7 ngày mỗi ngày mùng 5 viên hoặc dùng liều duy trì trong 1 tháng liền, mỗi ngày mùng 1 đến 2 viên. Bảo quản, để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Propranolol, dạng thuốc, viên nén 10, 20, 40, 80mg, ống tiêm 1mg, 1ml. Tác dụng, chống rối loạn nhịp tim, chống đau thắt ngực, hạ huyết áp do làm giảm tính tự động, giảm tốc độ dẫn truyền, giảm lực co bóp cơ tim, giảm lưu lượng tim. Tác dụng không mong muốn, rối loạn thần kinh trung ương, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, gây co thắt phế quản, nghẹt mũi, gây đau nửa đầu, trầm cảm. Chỉ định, phòng và trị cơn đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp nhẹ và vừa, chống chỉ định, suy tim, hen phế quản, block nhĩ thất độ 2, 3. Cách dùng, liều dùng. Trung bình uống 40-80mg, ngày chia 1-2 lần. Cấp cứu tiêm tĩnh mạch chậm 1-5 ống. Bảo quản, để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nitroglycerin, dạng thuốc, viên nén 0,5-0,75mg. Viên nang, tác dụng kéo dài, 2,5-7,5mg. Thuốc mỡ, tác dụng, giãn tất cả các cơ trơn, do đó làm giãn động mạch, tĩnh mạch lớn. Vì vậy làm giảm lượng máu tĩnh mạch trở về, giảm sử dụng oxy cơ tim, giảm công năng cơ tim. Giãn mạch toàn thân, làm giảm sức cản ngoại biên vì vậy làm hạ huyết áp. Giãn cơ trơn khí phế quản, cơ trơn đường tiêu hóa, đường mật, cơ trơn đường tiết niệu, đường mật. Tác dụng không mong muốn. Giãn mạch ngoại vi gây đỏ mặt, ngực, mắt. Gây nhức đầu, có thể tăng áp lực nội sọ. Hạ huyết áp thế đứng. Tăng tiết dịch vị. Chỉ định, phòng và trị cơn đau thắt ngực ở mọi thể. Tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim sung huyết. Chống chỉ định, huyết áp thấp, tăng nhãn áp, tăng áp lực nội sọ. Cách dùng, liều dùng. Cấp cứu cơn đau thắt ngực, đặt dưới lưỡi 1 viên nén, ngày dùng 4 đến 6 viên. Phòng cơn đau thắt ngực, dùng viên giải phóng chậm 2 viên, ngày. Bảo quản, để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nifedipine, biệt dược, Adalat, dạng thuốc, viên nén, viên nang, viên bọc đường 10, 20mg. Tác dụng, hạ huyết áp do giãn mạch ngoại vi, tăng nhịp tim, cải thiện chức năng thận do tăng lượng máu đến thận, giãn cơ trơn phế quản, khí quản, tiêu hóa, tử cung. Tác dụng không mong muốn, rối loạn tiêu hóa, tăng men gan, đau cơ, rối loạn thị giác. Chỉ định, tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực, chống chỉ định, mẫn cảm với thuốc.
Cách dùng, liều dùng. Cơn tăng huyết áp cấp, cơn đau thắt ngực cấp, ngậm dưới lưỡi một viên 10 mg. Tăng huyết áp mãn tính, phòng cơn đau thắt ngực, uống 20 mg trên lần, 2 lần ngày. Chú ý, giảm liều khi bị xùy gan, đái tháo đường. Thận trọng với người xùy gan, phụ nữ mang thai, người cho con bú. Bảo quản. Để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Methyldopa. Biệt dược, Andomet, Dopegit. Dạng thuốc, viên nén 125, 250, 500 mg. Tác dụng. Hạ huyết áp do làm giảm nhịp tim, giảm trương lực giao cảm ngoại biên, giảm lưu lượng máu ở não, thận, tạng, mạch vành. Tác dụng không mong muốn. Hạ huyết áp thế đứng, giữ mối gây phù. Trầm cảm, liệt dương. Viêm gan. Gây chứng vú to ở nam giới và bài tiết sữa ở nữ giới. Hội chứng như lupus ban đỏ. Chỉ định. Tăng huyết áp khi dùng các thuốc khác ít hoặc không có hiệu quả, có thể dùng cho người suy thận, người mang thai, suy tim trái. Chống chỉ định. Mẫn cảm với thuốc. Trầm cảm. Viêm gan, suy gan. Thiếu máu tan máu. Chú ý, thận trọng với người lái xe, vận hành máy móc vì thuốc gây buồn ngủ. Cách dùng, liều dùng. Liều trung bình 250-500 mg, ngày chia 2 lần, phối hợp với thuốc lợi tiểu để giảm ứ muối và nước. Bảo quản. Để nơi khô mát, tránh ánh sáng. Captopril. Biệt dược, Capoten. Dạng thuốc. Viên nén 25-50 mg. Tác dụng. Giãn mạch, hạ huyết áp. Tăng nhạy cảm với insulin và tăng hấp thu gluco. Tác dụng không mong muốn. Ho khan, nữ có tỷ lệ lớn hơn nam. Tăng ca máu. Dị ứng, phát ban, sốt, giảm bạch cầu trung tính. Chỉ định. Tăng huyết áp. Suy tim xung huyết mãn tính. Chỉ định. Tăng huyết áp. Suy tim xung huyết mãn tính. Chống chỉ định. Mẫn cảm với thuốc. Người mang thai. Thận trọng trong suy thận. Cách dùng, liều dùng. Cao huyết áp, dùng hàng ngày, uống trước bữa ăn 25-50 mg trên lần, 2 lần trên ngày. Suy tim, liều khởi đầu 6,25 mg trên lần, liều duy trì 50 mg trên lần, 3 lần ngày. Bảo quản. Để nơi khô mát.